Những gì em nói có đúng không? Đúng chứ ạ. À? Em tận mắt chứng kiến mà chị. Như lúc trước em nói với chị ấy. Này, hai cô thấy hôm nay xếp hiệp với Duyên phối hợp xuất sắc không? Nhất là Duyên nhé. Nó thì xuất sắc cái gì? Mỗi mấy câu hỏi khó sếp Hiệp đỡ cho rồi còn gì nữa. Ồ, sếp không đỡ cho nhân viên thì đỡ cho ai? Nhưng mà tôi thấy nha, hôm nay Duyên là hơi bị tự tin luôn. Trình bày trong cuộc họp nghe cuốn đét luôn. Cuốn cái đầu anh à? Ồ, tầm này rồi vẫn thích chanh tre nứa lá. Ảo mà. Phát biểu một câu mà biết ngay trong cuộc họp hôm nay không nghe một cái gì nhé. Nói chung là ấy, khẳng định lại một lần nữa nhá, ở đây có mùi mờ ám. Mờ ám gì? Em Duyên của anh ấy, mặt thì thánh thiện thế thôi, chứ tâm cũng hơi có tí địa đấy. Công nhận ấy, cái kiểu làm việc mà đong đưa với sếp như thế á, cũng không bền được đâu. Làm việc đi. Ê chị, báo cáo đánh giá lao động tháng này của em bị B đấy. Cái gì? Em làm cái gì mà hạ em xuống B? Ai mà biết, đi mà hỏi sếp ấy. À, chắc là ông Hiệp ghét em vì em suốt ngày vả mặt con em gái mưa của ông chứ gì. Mà thôi, đưa đây cho chị, để chị nộp lên cho phòng nhân sự. Những gì em nói có đúng không? Đúng chứ ạ. À? Em tận mắt chứng kiến mà chị. Như lúc trước em nói với chị ấy, toàn bộ báo cáo nó đọc leo lẻo là do công sức của sếp Hiệp. Sếp đã chuẩn bị sẵn tài liệu, lại còn nốt sẵn cả số trang. Chỉ việc như thế sếp ra thôi. Đấy là chưa kể nhá, hôm trước anh Chiến bảo vệ nói với em, ngày chủ nhật nghỉ sếp vẫn lên làm hộ nó. Quá bất công với bọn em rồi chị ạ. Thôi được rồi, em cầm giúp chị cái này sang phòng kế toán. Dạ vâng ạ. Em là sếp ạ. Ra ở trong phòng không em? Dạ có ạ. Em gái của anh chăm chỉ quá. Anh về muộn thế à? Ừ. Anh đợi bố mẹ em lên máy bay rồi mới về. Mà anh thấy quyết định đưa cô Thu Lê sang bên Sinh để khám sức khỏe là chính xác đấy. Như vậy sẽ yên tâm hơn. Cảm ơn anh vì đã đưa bố mẹ em đi nhá. Anh còn muốn nước táo cho em nữa này. Em uống đi, cho đẹp ra. Cảm ơn anh rất nhiều. À, sao tự nhiên hôm nay khách sáo với anh thế? Vì bây giờ em không phải là người thân của anh nữa.